Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Thưa quý vị, một tử tù đã thoát chết kỳ diệu Dù trải qua 18 lần bị hành quyết bằng tiêm thuốc độc Nguyên nhân là vì cơ thể ông rất khác người bình thường Vậy người đàn ông này là ai và sự khác thường ấy ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây Romeo Broom đã phải dành 24 năm ở sau song sắt nhà tù của Ohio, Mỹ Vì tội bắt cóc, cưỡng hiếp và giết người từ năm 1984 Nạn nhân của hắn ta là nạn nhân 14 tuổi tên là Trina Middleton. Người đàn ông này đã khẳng định mình bị oan và yêu cầu thực hiện xét nghiệm ADN để chứng minh điều đó. Sau kết quả cuộc xét nghiệm đã trở thành bằng chứng để kết tội hắn ta. Nhanh chóng, Broom bị tuyên án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc và thi hành án vào ngày 15 tháng 9 năm 2009. Tuy nhiên, vào ngày thi hành án các nhân viên không thể tìm được tĩnh mạch trên tay của gã tử tù. Sau vài lần thử thất bại, Brum đã phải nằm nghiêng, di chuyển cánh tay, ngón tay để khiến tĩnh mạch nổi lên. Sau một khoảng thời gian dò tìm tĩnh mạch không thành, các nhân viên quyết định chuyển sang tấn công vào xương thay vì là tĩnh mạch. Khi đó, Brum đã đột nhiên bật khóc vì không thể chịu đựng được sự dày vò thể xác và tinh thần thêm nữa. Cuối cùng, các nhân viên đã phải bỏ cuộc sau 2 tiếng loay hoay tìm cách thi hành án và 18 lần đâm kim vào người Broom. Sau đó, thống đốc Ohio đã quyết định ban hành lệnh ân xá một tuần cho Broom sau khi các luật sư của hắn ta khởi kiện nhân viên nhà tù đã tra tấn thể xác phạm nhân một cách tàn nhẫn. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu bên nhà tù phải tìm ra cách thi hành án cho Broom triệt đề nhất vào ngày 22 tháng 9 năm 2009. Xong, họ vẫn tiếp tục thất bại và buổi hành quyết được hoãn vô thời hạn. Bất ngờ thay, đến ngày 16 tháng 3 năm 2016, Tòa án Tối cao Ohio đã lật lại bản án và ra quyết định xét xử Broom một lần nữa. Bồi thẩm đoàn đã ấn định ngày hành quyết là vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, nhưng tiếp tục bị hoãn vì lý do thiếu thuốc xử tử. Sau khi bàn bạc, Broom sẽ bị thi hành án vào ngày 16 tháng 3 năm 2022. Có thể nói, Cuộc đời Brum đã trôi qua với những điều bất ngờ và một lần nữa mọi thứ lại đi chệch hướng so với dự liệu ban đầu. Với sự tấn công mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 ở Mỹ trong năm 2020 và điều kiện chật trội trong nhà tù, rất nhiều phạm nhân đã bị nhiễm virus này, trong đó có Brum. Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Brum qua đời vì Covid-19 chứ không phải bằng những mũi thuốc độc của công lý. Thưa quý vị, một trường hợp khá hi hữu cũng đã xảy ra vào năm ngoái tại Mỹ. Tù nhân có tên là Kenneth Smith tại trại Sam Holman ở Amort, phía nam Alabama, đã trải qua những giây phút kinh hoàng khi phải nhận án tử bằng hình thức tiêm thuốc độc. Những người làm công việc đặc biệt này đã gặp khó khăn trong việc tìm tĩnh mạch của người đàn ông này. Lúc 19 giờ 57 phút ngày 17 tháng 11 năm 2022, tại trại giam Holman ở Edmore, phía nam Alabama, phạm nhân Kenny Smith đang chờ thi hành án bằng cách tiêm thuốc độc vì tội giết vợ của một nhà thuyết giáo vào năm 1988. Hai phút trước khi ông Smith bị đưa vào phòng tử hình, tòa phúc thẩm vòng 11 hoãn việc tử hình. Các thẩm phán đã tìm thấy lý do chính đáng để hoãn, cho rằng độ phụ trách tử hình sẽ gặp khó khăn trong việc tìm tĩnh mạch của tử tù và gây hậu quả đau đớn cho ông. Bất chấp lệnh hoãn, án tử vẫn tiếp tục được thi hành. Lúc 22 giờ, khi phiên tòa phúc thẩm vẫn đang diễn ra, một nhóm thi hành án tiêm tĩnh mạch gồm 3 người giấu mặt bước vào phòng và chuẩn bị thuốc tiêm gồm Midazolam hydrochloride, Rocuronium bromur và Kali Chlorua. Họ gặp khó khăn trong việc tìm tĩnh mạch của ông Smith, liên tục đâm kim tiêm vào nhiều vùng trên cơ thể ông. Họ còn dựng đứng chiếc giường cáng, khiến chân ông Smith hướng lên trần nhà, còn đầu cúi xuống đất. Đối với một người theo đạo Thiên Chúa, ông cảm thấy mình như đang bị đóng đinh ngược. Các đội thi hành án tử hình phải vật lộn tìm tĩnh mạch để tiêm thứ chất độc chết người vào cơ thể tử tù. Hai trong số những lần đó, họ thừa nhận đã không thể tiêm nổi. Điều này ở Alabama và nhiều bang khác trở thành vấn đề đáng lo ngại khi việc tiêm thuốc độc trở thành phương pháp tử hình chính ở Mỹ. Nhiều câu chuyện đáng báo động đến mức khiến một số nhà quan sát đặt nghi vấn Liệu việc tiêm thuốc độc có phải là cách nhân đạo nhất để tử hình hay không? Hình thức tiêm đầu tiên xuất hiện vào năm 1977, được đề xuất bởi một giám định viên y tế ở Oklahoma, như một sự thay thế văn minh không gây đau đớn như ghế điện hay xử bắn. Nhưng ngay từ đầu, nó đã gây ra nhiều tranh cãi về loại dược phẩm được dùng để bào chế thuốc độc, cho đến những cái chết kéo dài và gây đau đớn. Các quốc gia chấp nhận việc tiêm thuốc độc không chỉ gặp khó khăn trong việc mua thuốc trong sự phản đối của các công ty dược phẩm mà họ còn gặp khó khăn trong ký hợp đồng với các bác sĩ để tiêm tĩnh mạch. Cả Hiệp hội Y khoa Mỹ và Hội đồng gây mê Mỹ đều cấm các thành viên của họ tham gia việc tiêm thuốc độc. Để tránh những cản trở này, nhiều bang đã giữ kín danh tính của những người tham gia. Việc tiêm tĩnh mạch không có sự tham gia của truyền thông và các nhân chứng ở Alabama bức màn trên cửa sổ của phòng theo dõi chỉ được mở sau khi nhóm bác sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nên, chỉ có ông Smith và đội ngũ tiêm thuốc độc giấu danh tính mới biết chuyện gì đã xảy ra. Maya Foa, giám đốc nhân quyền Repip Mỹ cho biết, Maya Foa, giám đốc nhóm nhân quyền Repip Mỹ cho biết, liên tiếp các vụ sự án bằng hình thức tiêm thuốc độc kinh hoàng xảy ra gần đây cho thấy, dù là loại thuốc nào, quy trình nào thì các tử tù thường trải qua những giờ phút cuối cùng trong đau đớn ông Smith sống sót sau cái chết được ấn định, bị tổn thương sâu sắc, được đưa trở lại phòng giam của mình. Ông ấy đã bị trói vào cáng trong 4 giờ. Một tử tù khác có tên là Alan Miller đã bị kết án tử hình vào tháng 9 năm 2022. Miller lĩnh án tử hình vì xả súng giết chết ba đồng nghiệp vào năm 1999. Lúc 22 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2022, ông ta bị đưa vào phòng tử hình ở Holman. Luật sư của ông mô tả rằng Miller đã bị tra tấn về thể xác và tinh thần. Ông đã bị đâm kim liên tục trong suốt 90 phút. Alabama đã phất lờ yêu cầu của Miller khi ông muốn chọn hình thức tử hình là chết bằng khí độc do thiếu oxy nitơ, do cơ địa của ông rất khó tìm thấy tĩnh mạch. Điều sẽ gây cản trở cho việc thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc. Nhóm bác sĩ đã thực sự vật lộn với Miller. Thậm chí, ông cũng bị dựng ngược, treo trong tư thế đóng đinh như Smith ngay trước nửa đêm, ông ấy được thông báo rằng việc hành quyết của ông đã bị hoãn lại. Ông ấy đã trở lại phòng giam trong tình trạng đau đớn. Thời gian qua, vấn đề về việc tiêm tĩnh mạch đã xảy ra ở nhiều bang cho phép tử hình bằng thuốc độc. Thách đã mất gần 2 tiếng để tử hình tội phạm giết người Stephen Barbie vào ngày 16 tháng 11 năm 2022. Barbie bị tàn tật và không thể duỗi thẳng cánh tay. Cùng ngày, Arizona phải vật lộn để tiêm tĩnh mạch vào tù nhân Murray Hooper và phải cắt động mạch đùi của ông. Hooper ngẩng đầu lên, nhìn vào các nhân chứng công khai qua kính và nói, thật khó tin phải không? Tại Alabama, Jonathan James bị xử tử vào tháng 7 năm 2022 vì tội giết bạn gái cũ vào năm 1994. Giới chức đã mất gần 4 tiếng để tử hình James. Đây được coi là vụ tiêm thuốc độc dài nhất trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên, họ cũng khẳng định điều này rất bình thường. Sau vụ tử hình đó, Joanne Givot, một chuyên gia về tiêm thuốc độc tại Bệnh viện Đại học Emory ở Atlanta, và Elizabeth Brunick, một phóng viên từ Atlantic, được mời tham gia khám nghiệm tử thi riêng của James. Givot nói rằng anh ta nhìn thấy nhiều vết đâm trên cả hai cánh tay của James. Các vết bầm tím xung quanh vết thương cho thấy James vẫn còn sống vào thời điểm đó. Ngoài ra, còn có một vết rạch sâu ở cẳng tay ngụ ý rằng các bác sĩ đã thực hiện một thủ thuật tìm kiếm tĩnh mạch hiếm khi được thực hiện và gần như chắc chắn sẽ gây ra đau đớn tột độ. g đã liên kết những lỗi sai lặp lại của bang Alabama. Ông nói, khi có sự cố xảy ra trong các ngành đòi hỏi sự an toàn, thì các cuộc đánh giá chi tiết cần được tiến hành trước công chúng. Nhưng những gì Alabama đã làm với Jonathan James, Alan Miller và Kenny Smith là một sự thất bại toàn tập. Ông đánh giá một yếu tố quan trọng khác là thành phần và trình độ kỹ năng của đội thi hành án, ngay cả các quy trình thực hiện của Alabama cũng bị sai sót về vai trò của các chuyên gia y tế có liên quan. Nhưng chỉ vì bạn là bác sĩ không có nghĩa là bạn biết tiêm thuốc độc vào tĩnh mạch. Bên cạnh đó, những gì bác sĩ được đào tạo không nhất thiết phục vụ cho việc tử hình. Họ đang làm việc trong một môi trường hoàn toàn khác mà không có sự tin tưởng tồn tại giữa bác sĩ và bệnh nhân, ông nói. Trong bối cảnh mọi người ngày càng lo ngại về tình hình ở Alabama, KIV, thống đốc Đảng Cộng Hòa của bang, đã ra lệnh tạm dừng các vụ tử hình để có đánh giá chính thức. Tuy nhiên, bà cũng nói, tôi không dừng lại vì các nhà hoạt động cho rằng đang có vấn đề trong việc này. Thực tế là việc lách luật và tội phạm chiếm quyền điều khiển hệ thống đang diễn ra ở đây. Điều khiến Givot bất bình, ông chia sẻ, cách chúng tôi đối xử và trừng phạt tù nhân là thước đo cho tiến bộ xã hội dân sự của chúng ta. Chúng ta phải cảm thấy hồi thẹn vì để cho tình trạng này xảy ra nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau